Hiện tại thì em đang sử dụng thuốc Tây để điều trị bệnh viêm gan B mãn tính, thì có thể kết hợp sử dụng cây thuốc nam để điều trị hay không ạ? Nếu được thì sử dụng như thế nào để an toàn và đem lại hiệu quả cao? Chào bạn, bạn đang sử dụng thuốc Tây thì vẫn có thể kết hợp với cây thuốc nam để điều trị bệnh viêm gan B được bình thường bạn nhé. Nếu biết cách kết hợp giữa thuốc Tây và thuốc nam hợp lý thì sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả điều trị bệnh và rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian thì cây cà gai leo dùng để điều trị các bệnh về gan và rất là hiệu quả. Xưa kia thì chưa có nhiều loại thuốc như bây giờ. Mỗi khi bị những bệnh về gan như là bệnh vàng da, vàng mắt, mụn nhọt, mẩn ngứa thì người ta thường sử dụng cây cà gai leo để hãm nước uống hàng ngày để điều trị bệnh. Dưới đây thì tôi sẽ thống kê một số tác dụng chính của cây thuốc quý cà gai leo. Nước sắc cà gai leo có tác dụng là hạ men gan, mở máu, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B, kiềm hãm sự phát triển của virus viêm gan B, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, làm giảm các triệu chứng của bệnh gan như là đau tức hạ sườn phải, vàng da. Rễ cây thì dùng làm thuốc để điều trị phong thấp, đau nhức răng, chảy máu chân răng, điều trị say rượu, giải rượu. Đối tượng sử dụng cây cà gai leo là những bệnh nhân mắc bệnh viêm gan B, bệnh nhân đang dùng thuốc điều kháng virus nhưng chưa có hiệu quả. Điều trị bệnh người bị men gan cao, mỡ máu, người đang bị xơ gan, u gan hoặc là suy giảm chức năng gan do sử dụng nhiều bia rượu và người thường xuyên phải tiếp xúc với bia rượu.